Sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bổ nhiệm các chức danh kiểm sát viên trung cấp và sơ cấp tại thành phố Đà Nẵng. Đợt này, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng có 8 kiểm sát viên, trong đó có 3 kiểm sát viên trung cấp và 5 kiểm sát viên sơ cấp được bổ nhiệm. Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Quang, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, biểu dương và ghi nhận đánh giá cao quá trình rèn luyện nỗ lực phấn đấu của các kiểm sát viên vừa mới được bổ nhiệm. Đồng thời nhấn mạnh, với trọng trách mới, các tân kiểm sát viên cần tiếp tục phát huy thành tích, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của Đảng, Nhà nước, nhân dân và của ngành kiểm sát nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của đơn vị, xứng đáng với nhiệm vụ mới mà Đảng và Nhà nước giao cho.